mình đang là tấm Haroma đa năng sợi than tre, một trong những dòng vật liệu được săn lùng rất là nhiều trong thời gian gần đây. Với những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại đó chính là khả năng thẩm mỹ, dễ dàng thi công, mình có thể ốp trần, ốp tường, trang trí cho ngôi nhà của chúng ta hoặc là nhà hàng, khách sạn. Và một điều đặc biệt của dòng vật liệu này khác hoàn toàn so với những dòng vật liệu truyền thống trước đây trên thị trường, đó chính là khả năng uốn cong và bo cạnh góc rất là tuyệt vời. Với những cái cột tròn hoàn toàn có thể uốn cong, mình chỉ cần khò nóng đi, sau đó có thể ốp trực tiếp lên trên cột. Còn với vị trí góc vuông thì dễ dàng soi rãnh và gập cạnh góc vuông cực nét, và tuổi thọ của dòng này rất là cao nhé các anh chị nhé, tuổi thọ lên đến trên 15 năm. Và trong video ngày hôm nay, Hạ sẽ chia sẻ với các bạn 5 mẹo để chúng ta có thể thi công tấm Haroma đa năng sợi than tre này cho công trình của chúng ta trở nên bền hơn, đẹp hơn. Và xin chào tất cả các bạn, mình là Hạ Haroma. Các bạn thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh để xem và nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nha. Dưới đây thì Hạ có để một số mẫu tấm Haroma đa năng sợi than tre, và nó có rất là nhiều những màu sắc khác nhau như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Và mỗi một màu sắc thì sẽ được ứng dụng tùy theo công trình của nhà mình. Và điều đầu tiên mà Hạ muốn chia sẻ khi chúng ta thi công tấm Haroma đa năng sợi than tre này đó chính là lựa chọn những dòng vật tư phù hợp. Để chúng ta có thể lựa chọn dòng vật tư phù hợp, mình có thể nhìn thấy ở đây này, trên tay Hạ đang là một mẫu Haroma đa năng sợi than tre, màu cốt của nó là màu trắng, và một cái cốt nữa trên tay Hạ đang cầm là cốt màu đen. Thì hai dòng này nó có một chút khác nhau về thành phần, có tỷ lệ bột gỗ và bột tre là khác nhau một chút. Cái này nó chính là bột than tre, còn cái này nó chính là bột gỗ. Còn khi thi công thì sao? Màu đen như thế này thì thông thường nó giúp cho tường của chúng ta trở nên chắc chắn hơn, cái tấm của nó cũng chắc chắn và cứng cáp hơn. Còn tấm này, nếu như các anh chị em nhà mình muốn ốp cột tròn hoặc soi cạnh góc vuông thì mình làm những cái dòng tấm cốt trắng như thế này thì chúng ta dễ dàng uốn cong hơn là so với cả cái màu cốt màu đen này. Cốt màu đen nó giúp tăng độ cứng. Tùy vào vị trí khác nhau mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái vật tư phù hợp cho không gian. Và điều số 2 là cần kiểm tra hiện trạng tường và trần trước khi thi công. Tấm này thì mình có thể ốp cho tường và trần đều ok. Và cách thi công sẽ là bôi keo vào mặt sau và dán trực tiếp lên tường và trần. Vì thế, cái yêu cầu cho tường và trần của chúng ta không phải là những hệ trần và hệ tường được phẳng, mịn, sau đó mình mới ốp tấm lên. Đồng thời với đó thì cần kiểm tra xem tường của chúng ta có cần phải xử lý ẩm hay không, tường của chúng ta là tường mới hay tường cũ. Tùy theo từng trường hợp của hiện trạng tường thì mình sẽ có phương án thi công phù hợp giúp cho cái tấm cũng như là công trình của chúng ta trở nên bền hơn. Điều số 3 cần lưu ý đó chính là sử dụng đúng loại keo chuyên dụng. Dòng keo chuyên dụng sẽ giúp giữ bề mặt tấm của chúng ta được bền hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa, với dòng keo chuyên dụng thì nó cũng giúp giữ chắc chắn, cố định tấm được lên trên tường và trần với tuổi thọ tốt nhất. Thông thường thì tuổi thọ của tấm Haroma đa năng sợi than tre này được nhà máy đưa ra là trên 15 năm. Và thi công thì toàn bộ là dùng keo chuyên dụng để dán lên mặt sau. Vì vậy cái dòng keo chuyên dụng cũng phải có tuổi thọ tương ứng với các cái tuổi thọ của cái tấm Haroma đa năng sợi than tre này. Đó là cái tiêu chuẩn về việc lựa chọn cái dòng keo chuyên dụng cho công trình của nhà mình. Và số 4, điều này rất quan trọng, đó chính là lựa chọn phương án thi công. Khi mình lựa chọn được trước phương án thi công, mình sẽ lựa chọn được những dòng vật tư phù hợp. Và lúc này chúng ta cũng giảm thiểu được cái tình trạng hao hụt vật tư và tránh những trường hợp là nhầm lẫn gây ra là tổn thất trong cái quá trình là mình thi công hoàn thiện. Thứ năm, một điều rất là đơn giản nhưng nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tuổi thọ của công trình, đó chính là vệ sinh thường xuyên. Khi chúng ta vệ sinh thường xuyên thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có được một cái không gian sạch nhất và thoáng đãng nhất. Cái cách vệ sinh của tấm Haroma đa năng sợi than tre này thì vô cùng đơn giản, các anh chị em nhìn nhé, không cần dùng đến hóa chất tẩy rửa, mình chỉ cần khăn ẩm và nước sạch, sau đó lau đi những cái bề mặt, và bề mặt của nó là được phủ lên một lớp màng phim nano như thế này. Với những cái bề mặt như thế này mình rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Và trên đây là 5 mẹo để chúng ta có thể thi công hoàn thiện bức trần của chúng ta bằng tấm Haroma đa năng sợi than tre này. Mình tin chắc rằng với 5 mẹo này khi các anh chị nhà mình áp dụng triệt để, chắc chắn rằng mình sẽ có một không gian như ý. Và các anh chị em nhà mình hãy cùng comment hiện trạng tường và trần nhà mình để Hạ có thể tư vấn cụ thể hơn cho ngôi nhà của mình nha. Hạ có một món quà cho các anh chị đây. Vào buổi tối ngày mai lúc 18:45, Hạ lại liên tục chia sẻ thêm những thông tin về dòng vật liệu mới, những kiến thức kinh doanh trong ngành xây dựng nội thất này. Vì thế để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận những video tiếp theo của Đại Hạ Haroma nha. Cảm ơn các anh chị nhà mình đã xem hết video. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình trong những video tiếp theo.